Trên mặt trận Kursk, cả Nga và Ukraine vẫn đang ở thế giằng co. Tuy nhiên, với kế hoạch gần đây được tiết lộ, Moscow đang cố gắng làm mọi cách giành lợi thế trước khi bước vào mùa đông. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hé lộ kế hoạch tổng tấn công Kursk, cánh cửa vào Poros mở tung. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay ác liệt ở Donetsk. Ukraine nói Nga giáo giết chuẩn bị tấn công Zaporizhia. Chỉ huy Ukraine than phiền về chất lượng tân binh. Một tin tức từ Điện Kremlin đã gây chấn động giới quan sát quân sự quốc tế. Theo tiết lộ từ Alexei Dimin, trợ lý của Tổng thống Nga, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga đã cẩn thận lên kế hoạch cho một chiến dịch nhằm giải phóng khu vực Kursk. Kế hoạch này không chỉ dự báo rằng quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tổng tấn công vào Kursk trong tương lai gần, mà còn khẳng định rõ ý định của họ là tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng quân đội Ukraine đang xâm lược. Được biết, thời gian cho cuộc tổng tấn công của Nga được ấn định từ cuối tháng này đến đầu tháng sau, và sự lựa chọn thời điểm này rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa hiệu quả chiến lược. Với sự công bố của thông tin này, các chuyên gia quân sự toàn cầu một lần nữa dồn ánh mắt về điểm nóng của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tại khu vực Kursk, giao tranh vẫn diễn ra bế tắc và ác liệt. Vào ngày 26 tháng 9, quân đội Nga một lần nữa đẩy lùi thành công cuộc tấn công của quân Ukraine về hướng Vesely thuộc quận Galuskovsky. Đánh giá từ đoạn phim chiến trường do quân đội Nga công bố, sự tàn khốc của trận chiến là hiển nhiên. Hai xe tăng Ukraine và nhiều xe bán tải đã bị tiêu diệt. Tại khu vực Korenetsky, quân đội Nga thậm chí còn sử dụng bom hạng nặng FAB-3000 để tiến hành cuộc không kích dữ dội vào các khu vực phía nam Ogoka. Các vị trí phía bắc Novo-Vanoka cũng không thoát khỏi sự ném bom dữ dội của quân đội Nga. Giao tranh tại vùng ngoại ô Libimbuka vẫn tiếp tục. Quân đội Ukraine đang cố gắng phản công lực lượng phòng thủ của quân Nga trong làng, nhưng rõ ràng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Tại khu vực Suzansky, quân đội Nga đã trình diễn sức mạnh của vũ khí công nghệ cao. Họ sử dụng máy bay không người lái Monija lần đầu tiên ở vùng Cherkasy-Konopeka, nơi trước đây chỉ sử dụng theo hướng Poros. Trong cuộc tấn công này, một phương tiện chiến đấu bọc thép của quân đội Ukraine bị trúng đạn trực tiếp và bị phá hủy, thể hiện khả năng tấn công chính xác của máy bay không người lái Nga. Ở bên kia, giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở ngoại ô Darino và Nikolajevo Darino. Tại khu vực Sumy, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy bệ phóng tên lửa đa lớp ở khu vực Hoteni. Đồng thời, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander vẫn đang được Nga sử dụng với cường độ cao nhắm vào các mục tiêu của Ukraine trong khu vực, cho thấy ưu thế hỏa lực của Nga tại đây. Tình hình chiến sự tại tiền tuyến Poros cũng rất đáng chú ý. Nikolaevka đã được quân đội Nga giải phóng. Sự mất mát của vị trí chiến lược này rõ ràng là một đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục tiến công từ phía bắc làng về hướng Minograd. Cánh cửa vào Poros dường như đã bị đá tung và tuyến phòng thủ của quân Ukraine đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Trong khi đó, tại tiền tuyến Selidovo-Kurakhovo, quân Ukraine đang rút tất cả lực lượng ra khỏi vòng vây Nevesky ở phía đông sông Volcha. Rõ ràng trước sự tấn công của quân đội Nga, quân Ukraine buộc phải thực hiện điều chỉnh chiến lược. Tuy nhiên, quân đội Nga không cho phép quân Ukraine một phút nghỉ ngơi. Họ đã ngừng các cuộc tấn công quy mô lớn vào Hinik và gửi thêm lực lượng đến Sukurini, với ý định tạo ra một lò nung lớn ở phía bắc hồ chứa Kurakhovo, buộc quân Ukraine phải từ bỏ Himik và phần còn lại của công sự phía tây sông Volcha. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Ukraine cho rằng Nga đang giáo diết chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công ở tỉnh Zaporizhia. Bệnh viện ở tỉnh Sumy, Ukraine bị tấn công, 10 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Ông Vyacheslav Volosin, người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, theo dữ liệu tình báo của Ukraine, lực lượng Nga dường như đang tập hợp, chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công ở tỉnh Zaporizhia. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Volosin cho biết Nga đang tập trung lực lượng ở tỉnh Zaporizhia, đặc biệt là gần làng Bryutny, hiện do Nga kiểm soát, nằm trên biên giới giữa Zaporizhia với tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, Nga đã nhận được 25 xe bugi hạng nhẹ có thể được các nhóm bộ binh nhỏ dùng để tấn công. Ông Volosin nói rằng đây là những dấu hiệu chuẩn bị cho thấy trong tương lai gần, các chiến dịch tấn công sẽ được tiến hành theo hướng Zaporizhia, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ cần lực lượng lớn hơn để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện. Ông Volosin đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy nhanh các cuộc tấn công trên khắp mặt trận phía đông, chủ yếu là tại các hướng thành phố Poros, Vuleda và Torez ở Donetsk, nơi quân đội Ukraine đang bị Nga áp đảo về số lượng và hỏa lực, buộc phải rút lui từng chút một.
Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong diễn biến liên quan, trong ngày qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã thị sát các khu vực nóng nhất của mặt trận ở các hướng Vuleda, Kurakhovi và Porozh tại Donetsk. Bệnh viện ở Sumy bị tấn công, 10 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Vào sáng ngày hôm qua, Nga tấn công một bệnh viện ở tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine, khiến 10 người thiệt mạng và ít nhất 22 người bị thương. Hội đồng thành phố Sumy cho biết, các cuộc tấn công khiến 9 tòa nhà cao tầng bị hư hại ngoài bệnh viện Saint Barthélemy. Chiến trường Donetsk rất khốc liệt, Ukraine đang phải chịu hàng ngàn thương vong. Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật tình hình chiến sự ở chiến trường Ukraine, trong đó các nhóm tác chiến của Nga gây thương vong cho Ukraine trên nhiều mặt trận. Trong đó, nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, tấn công các lữ đoàn Ukraine gần khu vực Kupian, Povisoki và Novosinovo ở tỉnh Kharkiv, Makayevka và Neskoi ở tỉnh Luhansk, Toski ở Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 400 lính, 7 xe bán tải cùng nhiều hệ thống pháo và trang thiết bị quân sự. Nhóm tác chiến phía Nam tấn công các lữ đoàn Ukraine gần Chasivka, Kostiantynivka, Visokovanovka, Jalinyankovsky, Dorukovka, Kurakhovo và Grigorovka và Chasovka tại Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 725 lính, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo. Nhóm chiến đấu trung tâm tấn công lực lượng Ukraine ở Goniak, Georgins, Kalinovo, Sukhaja Banka và Rojoka tại Donetsk khiến Ukraine mất 620 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự. Tại khu vực Kursk, Ukraine mất hơn 370 lính trong ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine mất hơn 370 lính, 8 xe bọc thép, 2 hệ thống pháo, 8 xe cơ giới cùng một số trang thiết bị quân sự khác ở tỉnh Kursk, Nga trong ngày 28 tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào khu định cư Libimoka và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine gần Kremyanoi, Kamiseka và Chekaskoi, Perechnoi. Bộ này nói thêm rằng máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Ukraine gần 19 khu định cư ở Kursk và 17 khu định cư ở tỉnh Sumy, Ukraine, nơi có lực lượng trang thiết bị dự trữ của Ukraine. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã mất hơn 18.130 lính, 132 xe tăng, 97 xe bọc thép chở quân, 64 xe chiến đấu bộ binh, 842 xe chiến đấu bọc thép, 541 xe cơ giới và 145 khẩu pháo. Quân đội Ukraine đang ngày càng lo ngại về các vấn đề về nhân lực, đặc biệt là chất lượng tân binh cũng như tỷ lệ binh sĩ bị thương hoặc tử trận trong chiến đấu. Tại mặt trận Donetsk ở phía đông Ukraine, một nhóm nhỏ gồm 6 binh sĩ Ukraine giàu kinh nghiệm đã chống chọi với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào vị trí của họ trong nhiều tháng qua. Tất cả đều dưới 40 tuổi và có 2 năm kinh nghiệm chiến đấu. 6 binh sĩ này đã giữ vững vị trí của mình bất chấp một loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Chỉ huy của họ ở khu vực Donetsk cho biết, các binh sĩ của chúng tôi luân phiên ra ngoài chiến hào để thăm dò. Họ không có thời gian ngủ hoặc nghỉ ngơi. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ và giữ được phòng tuyến. Nhưng các binh sĩ được cử đến để thay thế họ kém thành công hơn. Trong số 8 người được cử đến, chỉ có 2 người có kinh nghiệm chiến đấu. 6 tân binh còn lại đều trên 40 tuổi. Hầu hết binh sĩ mới đều tử trận hoặc bị thương trong vòng 1 tuần, buộc đơn vị phải rút lui. Bị áp đảo về quân số và vũ khí kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022, quân đội Ukraine đã kiên quyết bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ trước chiến dịch ném bom, tấn công trên bộ và các chiến thuật hiểm hóc của Nga. Ukraine cho biết đã gây ra tổn thất lớn cho quân đội Nga trong năm nay và chứng minh rằng họ vẫn có khả năng nắm bắt thế chủ động khi xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Bất chấp bước tiến này, quân đội Ukraine và các chỉ huy của họ đang ngày càng lo ngại về các vấn đề nhân lực, đặc biệt là chất lượng tân binh cũng như tỷ lệ binh sĩ thương vong hoặc tử trận trong chiến đấu. Theo các chỉ huy tiền tiến của Kiev, bộ binh Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đơn vị bộ binh đang rơi vào tình trạng kiệt sức và sa sút tinh thần, một số đơn vị phải từ bỏ vị trí và để Nga chiếm thêm đất. Dọc mặt trận Donetsk, một số chỉ huy và binh sĩ từ 4 lữ đoàn Ukraine nói rằng những người binh sĩ mới nhập ngũ thiếu các kỹ năng chiến đấu cơ bản, thiếu động lực và thường bỏ vị trí khi bị tấn công. Theo ước tính, có tới 50-70% lính bộ binh mới thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu đợt luân chuyển đầu tiên. Tình trạng trên đã đặt ra thách thức đáng kể cho Ukraine khi vừa chiến đấu trên mặt trận mới ở Kursk, lại vừa cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga ở Donbass. Kiev cũng đang hối thúc các nước phương Tây hỗ trợ nhiều hơn để giúp họ xoay chuyển tình thế.